Xin chào tất cả các em Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em Giải bài tập số 2 Trang 82 sách giáo khoa đại số và giải tích 11 Đề bài số 2 của chúng ta như sau Chứng minh rằng Với mọi với n thuộc n sao Ta có Câu A n mũ 3 cộng 3 n mũ 2 cộng 5 n Chia hết cho 3 Câu B 4 mũ n cộng 15 n N 1 chia hết cho 9 câu C N mũ A cộng 11 N chia hết cho 6 Thì để uh, chứng minh bài toán này Thì thầy sẽ đưa ra phương pháp giải bài toán bằng phương pháp quy nạp như sau Bước 1 ta sẽ đi kiểm tra mệnh đề đúng với N bằng 1 Bước 2 ta sẽ giả sử mệnh đề đúng đến N bằng K K của ta sẽ lớn hơn bằng 1 Bước À, và sau đó ta sẽ đi chứng minh mệnh đề đúng với n bằng k cộng 1 và cuối cùng ta sẽ đi kết luận mệnh đề đúng với mọi n thuộc n sao à, thì để các em hiểu rõ hơn thì chúng mình cùng cùng giải bài bài tập câu a nhé ở câu a thì trước hết thì thầy sẽ đặt thầy đặt n bằng n mũ 3 cộng 3n bình cộng 5n. Ở bước 1, ở bước 1 thì thầy sẽ đi kiểm tra mệnh đề đúng với n bằng 1. Thì với n bằng 1 thì S1 của ta S1 của ta sẽ là 1 mũ 3 cộng 3 nhân 1 bình cộng 5 nhân 1. Tức là ta sẽ có 1 cộng 3 cộng 5 bằng, bằng 9. 9 chia hết cho 3 như vậy à, với n bằng 1 thì mệnh đề của ta là đúng bước 2 ta sẽ đi giả sử ta đi giả sử mệnh đề đúng với uh, n bằng k và k của ta lớn hơn bằng 1 tức là tức là ta có SK SK bằng K mũ 3 cộng 3 nhân K bình cộng 5K sẽ chia hết cho 3 và giờ ta sẽ phải chứng minh chứng minh mệnh đề đúng với N bằng K cộng 1 tức là S -K k cộng 1 bằng k cộng 1 tất cả mũ 3 cộng 3 nhân k cộng 1 tất bình cộng 5 nhân k cộng 1. Đó, ta sẽ phải đi cả cụm này chết cho 3. Thật vậy. Thật vậy ta có điều gì nhỉ? thật vậy ta có S k cộng 1 S k cộng 1 thầy khai triển ra nhé. Ta sẽ được k mũ 3 cộng 3k bình cộng 3k cộng 1 cộng tiếp 3k bình. Ở đây ta có 2k 2k nhân 3 là 6k với cộng 1 x 3 là 3 cộng 5k cộng 5 rồi khá là dài nhỉ sau đây thầy sẽ gom lại để xuất hiện SK tức là thầy sẽ gom để làm xuất hiện K mũ 3 này cộng 3K bình cộng 5K K mũ 3 3k bình cộng 5k như vậy thầy còn lại 3k bình cộng 9k 3k ở đây với 6k ở đây là 9k cộng với 1 cộng 3 cộng 5 là 9 như vậy thầy có thằng này là SK cộng với 3 rút ra ngoài, bên trong là k bình cộng 3k cộng 3. Rồi. Ta có SK SK chia hết cho 3. Rồi 3 nhân với k bình cộng 3k cộng 3 cũng chia hết cho 3. Vì vậy SK cộng 1 của ta cũng chia hết cho 3. Như vậy, ta đã có thể kết luận. Vậy, N mũ 3 cộng 3N bình cộng 5N chia hết cho 3 với mọi N thuộc N sao. Ta hoàn thành chứng minh câu A. Các em có thể quan sát Ta tiếp tục đến với câu B. Câu B đề bài 4 mũ n cộng 15 nhân n trừ 1 tất cả chia cho 9. Thì bước đầu tiên thầy lại đặt S n bằng 4 mũ n. Việc đặt này uh, thì chỉ để ta có thể trình bày viết ngắn gọn lại thôi. Mục đích là như vậy đặt Sn bằng 4 mũ n cộng 15 n 1. Rồi. Bước 1 ta lại đi kiểm tra mệnh đề đúng với n bằng 1 thì với n bằng 1 thì S1 bằng 4 mũ 1 cộng 15 x 1 1 tức là 4 cộng 15 là 19 1 là 18 chia hết cho 9 như vậy với n bằng 1 thì mệnh đề của ta đúng. Bước tiếp theo, ta sẽ giả sử mệnh đề đúng với n bằng k, k của ta lớn hơn bằng 1, tức là sk bằng 4 mũ k cộng 15k trừ 1 chia hết cho 9. Và giờ ta sẽ phải đi chứng minh mệnh đề đúng với n bằng k cộng 1. Tức là sk cộng 1 của ta sẽ bằng 4 mũ k cộng 1 cộng 15 nhân k cộng 1 trừ 1 tất cả cũng chia hết cho 9. Thật vậy. Thật vậy ta có SK cộng 1. Thầy hai triển ra thì thầy sẽ được 4 nhân 4 mũ K cộng 15K cộng 15 trừ 1. Rồi, thầy sẽ làm xuất hiện SK nhé. Bằng cách rút 4. Thì thầy có bên trong là SK này. Cộng... À, bên trong thầy sẽ có 4 mũ K. Cộng 15K trừ 1. Như vậy thầy có 4 x 4 mũ K. Được chưa? Bây giờ thầy có 4 x 15K. Tức là 60K. 60K nhưng mà lúc đầu mình chỉ có 10, 5k thôi. Vì vậy mình phải mình vừa lấy thêm rồi thì bây giờ mình phải trừ đi 45k. 60k trừ 4 5k thì sẽ bằng 15k, được chưa? Bây giờ mình có âm 4 trong khi lúc đầu mình có là dương 14. Vì vậy mình phải trả lại đủ đó là 18 như vậy ta có 4 này nhân thằng này là SK này rút ra đây là 9 Hãy rút 9 ra bên trong sẽ là 5K 2 đó như vậy ta có 4 lần SK SK chia hết cho 9 nên đương nhiên 4SK cũng chia hết cho 9. Và trừ 9 nhân 5K trừ 2 cũng chia hết cho 9. Như vậy ta chứng minh được SK cộng 1 cũng chia hết cho 9. Kết luận. Vậy 4 mũ N cộng 15 N trừ 1 chia hết cho 9. Các em có thể quan sát lại toàn bộ câu B. Tiếp theo, tiếp theo là câu C, câu C với đề bài N mũ 3 cộng 11N, tất cả chia hết cho 6. Đầu tiên, thầy lại đặt SN bằng N mũ 3 cộng 11N. Và thầy đi kiểm tra với N bằng 1, thì S1 sẽ bằng 1 mũ 3 cộng 11 x 1 tức là 12 12 thì đương nhiên là chia hết cho 6 rồi với n bằng 1 thì mệnh đề đúng bước 2 giả sử mệnh đề đúng với n bằng k k lớn hơn bằng 1 tức là ta có SK bằng K mũ 3 cộng 11K sẽ chia hết cho 6. Và giờ ta phải đi chứng minh mệnh đề đúng với N bằng K cộng 1 tức là giờ ta sẽ phải chứng minh SK cộng 1 bằng K cộng 1 tất cả mũ 3 cộng 11 nhân K cộng 1 tất cả sẽ chia hết cho 6 rồi thật vậy thật vậy ta có SK cộng 1 SK cộng 1 của ta thầy khai triển đấy nhá Sẽ bằng K mũ 3 này Cộng 3K bình Cộng 3K Cộng 1 Cộng 11K Cộng 11 Rồi thầy gom K mũ 3 với 11K lại Để xuất hiện SK K mũ 3 Cộng 11K thể gom lại như vậy còn lại gì nhỉ 3k bình cộng với 3k và cộng với 12 như vậy sẽ có thằng này là SK này thầy rút 3 ra ngoài bên trong được là k bình cộng k cộng 4 thầy sẽ làm thêm một bước nữa k bình cộng k thì thầy lại rút k ra được là k nhân với k cộng 1 cộng 4 rồi ta có SK SK ở đây đương nhiên là chết cho 6 rồi nhá cái thứ hai ta cùng quan sát ta nhìn k nhân k cộng một là hai số hai số làm sao nhỉ hai số liền kề đúng không liên tiếp Vì thế tích của nó sẽ là một số chẵn Mà lại cộng 4 là một số chẵn Nên k nhân k cộng 1 rồi lại cộng 4 là một số chẵn Rồi lại nhân với 3 Nên đương nhiên nó sẽ phải chia hết cho 6 Được chưa? Từ đó ta suy ra SK cộng 1 của ta chết cho 6. Ta kết luận vậy n mũ 3 cộng 11 n chia hết cho 6 với mọi n thuộc n sao câu b cũng vậy mọi n thuộc n sao rồi như vậy ta đã hoàn thành bài chứng minh các em có thể cùng quan sát đầu tiên là câu a câu b và câu c